Cô gái này bị bại liệt phải nằm lì trên giường. Một đám thanh niên trèo qua cửa sổ vào trong phòng của cô, rồi tự ý chơi nhạc làm loạn trong phòng. Một tên trong số đó dỗ sàng ngả người ngay bên cạnh cô gái, rồi thì thào đầy thô tục với cô gái: "Em chính là bảo bối của mình anh." Đúng lúc này, bên ngoài vọng tới tiếng mở cửa, có người đang tới. Cậu ta chuẩn bị rời đi thì bất ngờ quay lại hôn chụt vào má cô gái, sau đó vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ chạy đi. Cô gái vô cùng bất lực, nhưng chỉ có thể bực dọc lấy tay lau mặt, nghĩ bụng thật là kinh tởm. Cả cha mẹ của cô gái đều đã mất, cô cũng không có người thân, trước nay đều được nhân viên chăm sóc của khu dân cư cử tới kê cạnh. Thế nhưng bạn đừng bị vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô gái nhân viên này làm mờ mắt, bởi vì thực ra cô ta là một người lòng lang dạ sói. Việc đồng ý chăm sóc íp xe chỉ là vì món hời tiền phúc lợi của cô ta thường xuyên ngược đãi íp xe, còn chửi bới íp xe là đồ phế vật. Cô ta mở âm lượng máy nghe nhạc lên max volume rồi nhảy nhót tưng bừng trước đầu giường của íp xe. Những điều này íp xe đều có thể chịu đựng được, thế nhưng điều mà cô thực sự không thể nào chịu đựng nổi chính là chuyện cô ta thường xuyên dẫn ông lãnh đạo của khu vực tới. Bởi vì cô ta muốn có được sự yêu quý của ông ta, nên cô ta không từ một thủ đoạn nào. Quả nhiên, cô gái bất nhân này điều gì cũng có thể làm. Thế nhưng vẫn còn một điều khiến íp xe uất ức nhất, chính là mỗi lần ông Kim tới đều ngồi ở bên cạnh íp xe và giỏ rớt dãi, sàm sỡ cô. Ngày nào íp xe cũng phải sống giữa sự tra tấn của những con người này, sống không bằng chết. Một hôm, íp xe tỉnh dậy, bỗng phát hiện ra bên cạnh mình có một người đàn ông lạ mặt. Cô hoang mang tột độ, tỏ ra vô cùng sợ hãi, không kiềm lại được cơn ho của mình, sau đó lập tức đẩy người đàn ông này xuống dưới đất. Thế nhưng hắn ta lập tức nhổm dậy, tỏ ra như không hề có chuyện gì, lại nhảy lên giường nằm tiếp. Tư thế ngủ của hắn ta xem ra vô cùng cá tính. 2-3 giây sau đã đẩy íp xe ngã lăn xuống dưới đất. Sau khi hắn ta tỉnh lại, hắn ôm íp xe lên và lập tức thả cô rơi hụp xuống giường. Íp xe vô cùng sợ hãi, liền lấy chăn đắp lên đầu, nhưng hắn ta lại tiến tới kéo chăn ra bế cô lên. Íp xe lập tức đâm một cái đinh vào lưng hắn, íp xe bị rơi xuống dưới đất, còn hắn ta quay đầu bỏ đi. Íp xe ban đầu cứ tưởng mình đã thoát, thế nhưng nào ngờ hắn ta lại quay trở lại bế cô lên bàn ăn. Hắn đã nấu xong một bữa ăn cho cô. Íp xe tất nhiên không dám ăn, hắn ta đành trói chặt cô vào ghế rồi ép cô sát vào bàn. Hắn ta nếm thử cơm rồi mới đặt trước mặt íp xe. Lúc này íp xe mới yên tâm ăn nó. Xong xuôi, hắn ta lại bế cô vào trong bồn tắm. Mặc dù hành động của hắn ta đơn giản và có phần thô kệch, thế nhưng íp xe có thể nhận ra sự quan tâm chăm sóc của hắn đối với mình. Vậy thì người đàn ông này rốt cuộc là ai? Thì ra hắn ta là một tên tội phạm giết người vừa mới được ra tù, đồng thời cũng là chú ruột của íp xe. Thế nhưng íp xe lại không hề biết rằng vì chú mình là một người bị câm, nên từ đầu chí cuối không thể nói một câu nào. Lâu dần anh ta cũng phát hiện ra cô gái chăm sóc íp xe không phải là người tử tế. Để đuổi cô ta đi, anh ta đã nghĩ ra đủ mọi cách, thậm chí rất tàn bạo. Lúc này thì đã ổn rồi, tưởng rằng có được sự giúp đỡ của người chú thì đứa cháu gái sẽ được sống một cuộc sống mới. Thế nhưng viễn cảnh tốt đẹp này chưa được bao lâu, tên khốn nhà hàng xóm lại trèo qua cửa sổ vào nhà, định bụng sẽ xâm hại cô gái đang bại liệt trên giường này. Thế nhưng hắn ta không ngờ rằng íp xe lúc này đã không còn đơn phương độc mã nữa, cô đã có người chú gang xích bảo vệ. Gang xích trông thấy hắn ta liền lập tức điên cuồng đánh cho hắn một trận. Vì không để cho đám người xấu này lại có cơ hội lẻn vào, gang xích đã dùng những tấm gỗ để đóng chặt cửa sổ lại. Cứ như vậy, bằng những cách thức đơn giản mà thô bạo, anh ta đã bảo vệ được cháu gái. Thế nhưng sự xuất hiện của anh ta lại khiến cho đám thanh niên hàng xóm và ông Kim vô cùng lo lắng. Vì íp xe đã có người chăm sóc nên họ coi như không còn tác dụng nữa, cũng có nghĩa là bọn họ sẽ không trục lợi được từ íp xe nữa. Vì thế bọn họ đã nghĩ ra một cách để đuổi gang xích đi. Bọn họ nói gang xích từng là một kẻ giết người, thế nên sẽ không an toàn cho íp xe, vì thế gang xích hãy mau rời đi. Íp xe vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, làm sao có thể như vậy được. Íp xe lập tức lo lắng, vội hét ra ngoài, không được để anh ấy đi. Íp xe tất nhiên biết rõ, nếu như không có gang xích ở bên cạnh thì cuộc sống của cô lại trở về những tháng ngày tối tăm giông bão. Cuối cùng, gang xích cũng đã đấu tranh thành công để ở lại bên cô. Anh ta cùng cô xem phim, cùng cô chơi đùa và dùng những cách thức hết sức khác người để khiến cho cô cảm thấy vui vẻ. Với sự đồng hành của gang xích, íp xe trở nên lạc quan tươi vui hơn bao giờ hết. Thế nhưng chưa được bao lâu thì có một người cảnh sát đã tới tìm íp xe. Đây chính là người cảnh sát đã tận tay tống gang xích vào tù năm đó. Ông ta cảnh cáo gang xích hãy lập tức rời khỏi nơi này và đừng ảo tưởng sẽ làm được chuyện gì nên hồn, nếu không bí mật mà anh ta đã giấu giếm lâu nay sẽ được tiết lộ cho íp xe biết. Gang xích sợ hãi, anh ta định sẽ rời đi. Trước khi đi, anh ta đã nấu cho íp xe một bữa cơm thật thịnh soạn. Trông thấy hành lý của gang xích, íp xe lập tức hiểu ra, cô cảm thấy bản thân sắp bị bỏ rơi. Cô buồn bã và tuyệt vọng, gào thét và lật đổ bàn ăn. Đợi sau khi cô bình tĩnh lại và thiếp đi thì gang xích đã rời khỏi ngôi nhà. Íp xe lại một lần nữa quay về cuộc sống tối tăm kinh hoàng trước đó. Hôm đó có một người đã trắng trợn vào thẳng phòng của cô, chính là một mục sư trong làng. Mục sư nói với íp xe toàn bộ sự thật, người mà gang xích đã giết hại năm đó thực ra chính là mẹ của cô. Còn cô vì đã tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện nên đã chịu sự kích động quá lớn. Vì để thoát khỏi hiện thực, cô cứ nằm mãi ở trên giường, da thịt dần yếu đi, giờ mới biến thành bộ dạng như hiện tại. Cũng có nghĩa là bệnh bại liệt của cô cũng là do yếu tố tâm lý gây nên mà thôi, cô hoàn toàn có thể đứng dậy. Nghe tới đây, íp xe hoàn toàn sụp đổ. Cô không thể nào chấp nhận được sự thật và quyết định tự tử. May thay gang xích đã kịp thời tới cứu cô, anh ta quyết định sẽ thành thật thú nhận mọi chuyện. Thực ra mẹ của íp xe là một người phụ nữ xinh đẹp nhất vùng, những người con trai xung quanh không một ai là không thích bà ấy. Lúc íp xe còn nhỏ, bố của cô đã mất trong một vụ tai nạn. Để chăm sóc cả hai mẹ con cô, người chú đã từ phương xa trở về, nam nữ sống cùng với nhau,
không thể nào tránh khỏi những hiểu lầm, dần ra lời ra tiếng vào, đều nói rằng người chú đã thích mẹ của Ipse. Vì thế tất cả những người đàn ông thích mẹ cô ở vùng này, từ yêu bỗng hóa thành hận, từ hận hóa điên. Nhân lúc Gang Sik không có ở đó, chúng liền tới cưỡng hiếp mẹ cô, và Ipse đã vô tình trông thấy hết những chuyện này, cô bé vô cùng sợ hãi. Gang Sik thấy vậy liền bế Ipse vào trong phòng và nói, không được nhìn gì cả, không được nói gì hết, phải giả vờ bất động. Lúc này, cô bé rất biết nghe lời, và cứ giả vờ như vậy suốt bao năm qua, từ đó mới có cô bé bại liệt của bây giờ. Gang Sik từ trên lầu chạy xuống cứu lấy mẹ của cô bé. Thế nhưng một mình anh ta không thể đấu lại được với cả một đám người, và bị đám cầm thú ấy bắt được. Anh ta tận mắt chứng kiến mẹ của cô bé đã bị chúng giết chết, và bị chúng đổ hết mọi tội lỗi này lên đầu mình. Để đề phòng Gang Sik sẽ nói ra chân tướng sự việc, bọn khốn này đã cắt đứt dây thanh quản của anh ta. Thế nhưng những tội ác động trời này lại không hề được phơi bày, bởi vì trong đám người bọn chúng, có kẻ có thể dập tắt và làm dịu mọi chuyện. Cô bé Ipse bị bại liệt bao năm qua, cuối cùng đã biết rõ sự thật, cô đã hoàn toàn biến thành một người khác và bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Cô mặc một bộ quần áo khác lên, đổi một kiểu tóc khác, cô nói với bản thân mình, nhất định sẽ khiến những kẻ làm hại gia đình mình nợ máu trả máu. Đầu tiên cô tới tìm nhân viên chăm sóc, rồi đổ một cốc nước thẳng vào mặt cô ta. Sau đó lấy một cái bút vẽ lên mặt cô ta, tiếp đó là ông chủ đứng đằng sau vụ việc năm đó. Tận dụng kế hoạch hoàn hảo, cô đã khiến cho người chăm sóc hạ gục được ông chủ này. Sau đó là tới ông Kim, bởi ông ta vô cùng háo sắc, vậy thì bây giờ cô sẽ cho hắn ta cảm nhận được những gì mà cô phải chịu đựng. Quả thật người có IQ cao thì làm gì cũng dễ dàng. Tiếp đó là giải quyết đám thanh niên thường xuyên bắt nạt cô. Đám bọn chúng rất thích âm nhạc, vậy thì để cô ta chơi đùa với nhạc cụ của chúng. Ipse bắt đầu làm loạn lên và giết chết tất cả đám thanh niên cặn bã, làm những điều mà mình thích. Trò vui vẫn chưa hề kết thúc, Ipse tới tìm cả tên khốn đã làm hại mẹ cô, sau đó thả một người đàn ông điên vào đó đánh nhau với hắn. Thế nhưng vì thể lực của anh ta không tốt nên đã thất bại, cũng không kịp chạy thoát, cuối cùng Gang Sik đã nhẹ nhàng bắn chết hắn. Cứ như vậy, Ipse đã hạ gục được hết tất cả những kẻ xấu, thế nhưng người chú của cô cũng đã ngã xuống, vĩnh viễn không tỉnh lại. Thì ra người chú sở dĩ được thả ra ngoài là vì anh ta bị bệnh nặng, biết mình không sống được bao lâu. Anh ta vẫn cố gắng dùng khoảng thời gian cuối cùng của đời mình để ở bên cạnh Ipse, đó chính là điều mà anh hạnh phúc nhất. Sau đó không lâu, Ipse cuối cùng cũng đã rũ bỏ được những gánh nặng trong lòng mình, dũng cảm bước ra khỏi căn phòng và sống lại một cuộc đời như người bình thường. Câu chuyện này xem ra khá tàn nhẫn, thế nhưng lại vô cùng chân thực, bất luận là bị tàn phế về thể xác hay tinh thần thì cũng đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy cố gắng tiếp tục sống và đấu tranh với nó, trân trọng từng giây phút và biến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.